Xin chào tất cả các em khối 7 của trường Trung học Cơ sở Chu Văn An. Hôm nay, cô hướng dẫn các em thực hành bài 8, sắp xếp và lọc dữ liệu. Cô cũng đã gửi bản hướng dẫn. Các em xem trước hoặc in ra để phần thực hành của em được dễ dàng và nhanh chóng nhé. Nào, chúng ta cùng bắt đầu bài mới. Em mở sách giáo khoa trang 86. Em khởi động chương trình bảng tính Excel. Mở bảng điểm lớp 7A mà em đã lưu tuần trước. Nhớ em lưu tuần trước với cái tên và cái số thứ tự. Em mở cái bảng đó ra. Bữa mình làm nhiều trang, hôm nay mình chỉnh là một trang cho nó dễ dàng, dễ quan sát đó. Rồi, chỗ qua một trang. Thực hiện các thao tác sắp xếp theo điểm các môn học và điểm trung bình. Xin nhắc lại là sắp xếp dữ liệu gồm có hai bước. Bước 1, nháy chuột chọn ô trong cột cần sắp xếp dữ liệu. Bước 2 là chọn data, đi từ A đến Z hay Z đến A. Bây giờ là bước 1 nè, nháy chuột chọn một ô trong cột cần sắp xếp dữ liệu. Ở đây người ta cho điểm môn ngữ văn, thì em đích con chuột vô ô ngữ văn. Rồi em chọn data, từ A đến Z hoặc là Z đến A. A đến Z thì em xếp theo thứ tự tăng dần, còn Z đến A thì thứ tự giảm dần. Bây giờ cô cho môn tin học ha. Cô chọn một ô trong cột tin học, ô nào cũng được hết, miễn trong cái cột tin học này thôi. Cô chọn data từ Z đến A. Nhắc lại, điểm trung bình thì bây giờ cô muốn xếp điểm trung bình. Cô chọn một ô trong cái điểm trung bình, ô nào cũng được hết. Cô chọn data từ A đến Z. Rồi, thực hiện các thao tác lọc dữ liệu để chọn các bạn có điểm 10 môn tin học. Lọc dữ liệu, nhắc lại, lọc dữ liệu có 2 bước và 3 động tác. Bước 1, chuẩn bị, nháy chuột chọn một ô trong vùng có dữ liệu cần lọc. Chọn data, filter, auto filter. Bước 2 là lọc. Rồi, nó quay lại nào. Bước 1, chọn chuột, nháy chuột chọn một ô trong vùng có dữ liệu cần lọc. Bây giờ mình muốn điểm 10 môn tin học thì một ô trong đây. Chọn data, filter. Rồi bước 2 là auto filter rồi ha. Rồi bước 2 là lọc. Bây giờ mình sẽ nháy hình tam giác trên tiêu đề tin học. Em muốn chọn bạn nào 10 điểm. Ok, bỏ giá trị lọc thì làm filter lại. Nhắc lại, chọn một ô nào cũng được, không nhất thiết là phải chính xác môn tin học, và dữ liệu nào có trong đây cũng được. Rồi, chọn data, filter. Rồi, em muốn điểm trung bình bao nhiêu, cứ chọn ra bạn nào 8 điểm. Ok, xong ha. Làm bài tập 2 sách giáo khoa trang 86. Nhập dữ liệu các nước Đông Nam Á, hình 1.98. Không cần dữ liệu thủ đô và ngôn ngữ nha. Ở trong sách có một thủ đô và ngôn ngữ, đây mình không cần. Em đánh dữ liệu thô rồi xử lý dữ liệu như là sai chữ, màu nền, hàm tổng cộng, canh trái, canh phải, in đậm, để ôm lại kiến thức cũ giống như bài của cô này. Rồi người ta yêu cầu sắp xếp các nước theo diện tích tăng dần hoặc giảm dần. Nhớ lại kiến thức. Bước 1, nháy chuột chọn ô trong cột cần sắp xếp dữ liệu. Đầu bài kêu diện tích nên đâu để chuột vào ô diện tích. Rồi, hãy chọn data, tăng dần. Tăng dần là từ A đến Z. Rồi chưa, giảm dần thì từ Z đến A. Rồi tương tự em làm cho dân số. Dân số thì em để con chuột ở bên cột dân số. Tăng dần, chọn data, tăng dần là từ A đến Z, mà giảm dần là từ Z đến A.
Rồi, tương tự em làm cho mật độ dân số tăng dần hoặc giảm dần bên mật độ. Phần C mình xong làm về giảm tải. Khuyến khích các em tự nghiên cứu. Bài 3, tìm hiểu thêm về sắp xếp và lọc dữ liệu. Nháy chuột chọn một ô ngoài bảng dữ liệu, cô chọn ô này. Thực hiện thao tác sắp xếp và lọc dữ liệu với thao tác này em có thực hiện được không? Em để ô ngoài đây rồi em làm thử cho cô. Câu khác. Chèn thêm một hàng trống vào giữa hai nước Malaysia và Myanmar. Chọn một hàng, nhớ không? Click vào đây, chuột phải, insert. Rồi em sắp xếp, em lọc dữ liệu thử coi coi với dữ liệu mà mình chèn một hạt như thế này. Tương tự em chèn một cột trống vào giữa cục D và cục E. Đây, D và E. Nhớ chưa? Em chọn D và E. Em chèn, chuột phải, insert. Rồi, em sắp xếp dữ liệu như thế này như thế nào? Cái bài này em tự làm thử coi nha. Rồi.